NK Mobile chào tất cả quý anh chị đang xem video nhé. Hôm nay NK Mobile bên em lên cho anh chị một cái mẫu máy, nó cũng rất là huyền thoại nhé. Một máy thành Nokia N95 bản 2G chị nhé. Đây là một chiếc máy full box nhé, một chiếc máy full box còn rất là đẹp anh chị nhé. Về tổng quan ngoại hình của một chiếc hộp như này thì ở sau mặt sau này mình sẽ có cái thông tin của máy nhé, rất là nhiều thông tin luôn. Và đây mình sẽ có là máy Xpad Music này, S60 này, Bluetooth này, Java này, Wi-Fi này, 3.5G này. Đó, máy đầy đủ cho anh chị luôn. Đây là mình sẽ có là cái siêu T-Mobile này. T-Mobile này, nhà máy nhà mạng T-Mobile nhé. Đó, email của máy là 925-1128 nhé, 925-1128. Thì cùng em xem là mở chiếc hộp này nhé. Thì trước khi vào video thì quý anh chị và quý cô chú mình đang xem video này, mình hỗ sốt là mình đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video quý anh chị nhé. Đó, thì bây giờ sẽ mở hộp chiếc này anh chị nhé. Nokia N95 2G. Đó. Hộp rất là đẹp anh chị nhé, rất là đẹp luôn anh chị, để tặng biếu, để sưu tầm rất là ok luôn chị nhé. N95 bản 2G này. Ở đây thì mình sẽ có đầy đủ phụ kiện của máy chị nhé. Đầu tiên là mình sẽ có hai cọng cáp tai nghe này. Đây là cọng cáp tai nghe chị nhé. Đấy. Đó. Đây là cái cọng cáp để tai nghe này. Cái kia là dẫn rắc nối nhé. Đây là cọng cáp này. Đó. Pin này, pin 5F này. Đó. Ở đây thì mình sẽ có thêm đó là sách hướng dẫn sử dụng anh chị nhé, sách hướng dẫn sử dụng đây. Đó. Sách T-Mobile, sách này, N95 này. Về cái hình ảnh của cái máy này, nó đã thiên về media nghe nhạc rồi, nghe nhạc chụp hình rồi chị nhé. Đây đĩa này, này cái đĩa CD này, đĩa là đĩa phần mềm chị nhé. Ở đây mình sẽ có tiếp đó là một cái sim T-Mobile chị nhé, cũng rất là quý nhé, rất là hiếm. Đó. Này. Chỉ để sưu tầm rất là ok luôn, nguyên cái túi để cho đây luôn, ok để cho vào nhé. Ở đây thì mình vẫn có thêm đó là cục sạc chân ba chấu zin này, sạc kim này. Mình sẽ có đó là một cái cáp chuyển đổi này, gần như cả suốt năm tv đấy, suốt năm loa đấy. Này đây là cái jack 3.5 để chuyển đổi này. Ở đây là sẽ một cáp chuyển đổi dữ liệu chân vuông nhé. Anh chị cần copy hình ảnh, copy nhạc, copy video vào trong máy thì chị copy bằng qua cái chân này, qua máy tính nhé. Đây, em sẽ tiến hành mở chiếc máy này để xem nhé. Bật nguồn máy, đây, sẽ có một cái nhựa để bảo vệ máy này. Đây, sẽ bật cái máy ra. Rồi, đây là nhân vật chính của chúng ta nhé. Một chiếc Nokia N95 màu mận nhé. Màu mận, logo T-Mobile này. Về tổng quan chiếc máy ngoại hình này khoảng 98% thì nhé. 98-9% rồi, gần như mới luôn chị nhé. Chị nhìn máy này, em sẽ quay nét hơn nhé, từ góc cạnh của máy luôn. Đó, đây, bên máy tự lấy nét này chị ạ. Đó, đây chị nhìn máy này. Đó. Rồi, em sẽ tiến hành mở máy nhé. Anh chị này, cái số phần lắp lưng này, anh chị rất là lưu ý nhé. Mình lắp lưng này, mình đẩy nó rất nhẹ nhàng thôi nhé. Và mình nhắc đây, vì ở đây nó sẽ có 4 cái cựa nhựa đấy, anh chị nào mình không biết mở cái nào gãy cựa đấy thì nó sẽ không bám chắc nữa. Cái dòng N95 này nó hay bị như thế. Ở đây thì mình sẽ có là email của máy này. Đó, anh nhìn chuẩn chưa, 925-1128 nhé anh chị nhé. Mình tin Phần Lan này, mới tinh luôn. Đây nắp sim này, nắp sim anh chị nhé. Rồi em sẽ nắp pin này. Rồi, sau đó mình lắp lưng lại. Anh chị ấn xuống này, xong anh chị đẩy vào. Đấy. Và sau đó mình bật nguồn. Rồi. Đó. Nokia. Nó là huyền thoại anh chị nhé. Đấy. Rất đẹp. Ok. Mở này. Đây là cái T-Mobile này chị ơi. T-Mobile nhé. Trong này sẽ có theme T-Mobile. Đây. Có cái theme T-Mobile đấy. Nokia nào sẽ theme không có. Đấy, cái này là của T-Mobile chị nhé. Xem nào chiếc này, trong này là nó có thể nhớ chưa? Trong này nó đã có một thẻ nhớ 4G nhé, thẻ nhớ 4G này. Đấy.
Wi-Fi này. Chứng nhận SIM này. Chứng nhận SIM, đây sẽ lắp SIM lại. Đây, lắp lại nhé. SIM nó mòn anh chị ạ, SIM nó nâu nó mòn. Đây. Cái SIM này em nó bị mòn đấy, em nâu cái SIM này đi. Đấy, đẩy lên, nó mòn hết chân này. Test nhiều máy quá anh chị ạ. Đấy, anh chị nào đặt hàng ủng hộ em thì test mòn SIM này thay SIM khác anh chị nhé. Đấy, nắp này này. Đấy. Nắp này pin này. Test SIM thì test nghe gọi cho anh chị nhé. Test nghe gọi. Sóng sánh. Bật nguồn này. Rất đẹp. Đẹp anh chị nhé, quá đẹp luôn. N95. Đây, nó hỏi nhà SIM này. Nó hỏi là bạn có tiếp tục để ở chế độ offline không? Chỉ chọn không nhé, chọn no nhé. Đó. Ok, này, nên phát lên sóng 3G này. Pin này. Đấy. Phím bấm này. Xóa này. Menu này. Menu test vào camera nhé, và camera anh chị nhé. Camera sao? Anh chị ấn gật cái này xem nhé. Đấy, anh chị nhìn nào, nó mắt cam nó sẽ ra. Và bên màn hình nó chuyển sang camera anh chị nhé. Để mình chụp hình nhé. Chụp hình anh chị chụp như này nhé, chụp như này. Đó. Đấy, này. Cam 5 chấm rất là đẹp nhé. Rất là nét và cái hiệu ứng chuyển nó rất là ok này chị nhé. Đó. Ok. Đây, khi chị đóng lại này, chị đóng cam lại này. Đóng cam lại nhé. Đấy, sẽ tắt. Đấy, sẽ thoát ra luôn. Đó. Ở đây thì mình sẽ có là cái nút này, nút media nhé. Nút media sao? Mình sẽ lựa chọn được các cái tính năng của máy, là rất nhiều media nhé. Đây này, mình sẽ có là rất nhiều cái này. Map này. T-Mobile này là web nhé, đây là web nhé, đây là hình ảnh này, đây là radio này, và đây là âm nhạc này. Cái âm nhạc này cái ok nhất nhé, đa số mình sẽ trải nghiệm âm nhạc trên chiếc máy này nhé. Nokia N95 kênh 12, thêm một cái tai nghe riêng thì nó nghe rất thích anh chị nhé. Đây là những cái bài hát này, em cóp nhạc vào trong này này nhé. Chiếc khăn gió ấm huyền thoại này. Ôi, no to lắm anh chị ơi. No này. Đây nhé, khi mình nghe nhạc mình chơi chuyển sang đây nhé, để mình có thể điều khiển được nghe nhạc nhanh này. Có làm next bài này, next bài này, lùi bài này, tạm dừng này. Đó. Đấy, ta đi này. Đấy, đây dừng bài nhé. Đây là tiếp tục này. Đây là next bài này. Đây là next, đây là lùi bài này, đây là lùi bài tiếp này. Đó. Thì đây là cái phần nghe nhạc của chiếc điện thoại Nokia N95 2G nhé. Ở đây mình sẽ có nút, đây là nút menu chị nhé. Đây là nút menu nhé, đây là nút menu này. Đấy, mình sẽ vào trong menu này. Trong chiếc này Nokia N95 này nó sẽ có một cái tính năng, có một cái kết nối, đó là kết nối Wi-Fi nhé. Kết nối Wi-Fi. Đấy, đây. Kết nối Wi-Fi này. Anh chị có thể vào web đọc OVDA, đọc báo này. Ok luôn anh chị nhé. Ở trước này sẽ có bộ nhớ như sau. Ở đây này sẽ có bộ nhớ, là bộ nhớ trong nó là 2GB, và bộ nhớ ngoài là thẻ nhớ, là thẻ nhớ 4GB nhé. Thẻ nhớ 4GB nhé. Đó. Thì đây đủ cho anh chị luôn. Và con này có kết nối hồng ngoại này anh chị nhé. Có kết nối hồng ngoại nhé. Đấy. Đây là loa, đây là một loa này, đây là hai loa này. Đó, máy rất là đẹp nhé. Và đây email của máy này, vậy em cho anh xem này, 2 9 2 5 1 2 1 2 8 này. Ok, chuẩn chưa? Đó, thì test nghe gọi cho anh chị luôn nhé. Test nghe gọi này, gọi 900 bằng SIM Viettel nhé, của Viettel. Đó, nó rất to chị nhé, rất ấm và to. Cái này em sẽ test bằng cái cả cái âm chuông của máy nữa nhé. Chuông của máy này. Đây. Đó. To. Âm chuông rất to này, nó rung rất là tốt nhé. Rung rất tốt này anh chị nhé. Đấy. Đấy. Anh chị máy nó di chuyển không? Đó. Ok. Đấy, thì đây là chiếc điện thoại Nokia N95 bản 2GB nhé. Máy thì đầy đủ hết phụ kiện cho anh chị rồi. Anh chị về chỉ với nắp SIM mà sử dụng. Và cũng là một chiếc máy rất đáng để sưu tầm anh chị nhé. Rất là đáng để sưu tầm nhé. Và đây là video của Nokia Mobile anh chị nhé. Anh chị nhớ đăng ký kênh cũng như like và chia sẻ video này anh chị nhé. Cảm ơn chị đã xem video.